24 ca dài đi cắt giáp Việt. Chào mừng tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Em là Trên Phố Cây Rai và người ta biết đến em là Hoàng Tử Long Biên. Và hôm nay em muốn phần dự thi của em nó sẽ là một câu chuyện về việc em gặp một cô gái ở đây luôn. Và cô ấy tên là Mai Linh. Let's go beat số 2. Vừa mới làm quen với em cả bạn bè, đi đường mấy thằng fan đứng trong bên em lại đứng gần bên anh nhìn thấy quần xe em ai cao vậy, em bảo em về bạn không tin đến nhà xe được rồi đi thôi, tao lại đến nhà em tao còn thấy mong em. Vừa mới làm quen với em cả bạn bè, đi đường mấy thằng fan đứng trong bên em lại đứng gần bên anh nhìn thấy quần xe em ai cao vậy, em bảo em về bạn không tin đến nhà xe được rồi đi thôi, tao lại đến nhà em tao còn thấy mong em. Em bảo tao đưa em về nhà, về nhà em mở bên tao nhưng có vẻ em không thể chờ nên tao lại tóc to tao không tao vừa mắt như tao lại vừa sợ tao không sợ mà biết tao sợ vòng kia em bảo lại tao trong mẹ. Tao chỉ đùa thôi, tao đưa em về nhà và tao lại đùa vào hầm. Hai ngón tay tao ướt, khi xuống xe tao lặng lại chui vào quần. Em vừa mở cửa ra thấy 400 lọ tao kiểu cổ loa. Rồi Google ơi rút chi vào loa, khiến tao tra lớp nó ở xa Uchiha đấy, thì cái nọc xin giỏi chứ tiểu nói em tên là với cái lớp 11 á. Và cho em về cả nhà em lại khoái, em lại vai bê ngà mà chưa làm bồi. Fuck the bitch is on the phone, bong 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 bong. Oh shit, tao không phải show beat, bên đây bạn đi go lead, đây là việc của tao. Một năm trong một cột cột cho mấy em bé bọc, bởi vì của tao. CIA, cái là camera là lo, em nghĩ là người đáng kiệt của tao. Em nói là tao ra anh ride, tao bảo em bước về. Điều dù nhớ là ít đặt đó lên bàn anh em tao. Cảm ơn tất cả mọi người.